dây chứ ổn không? Xin chào tất cả các bạn đã xem buổi phát trực tiếp trên kênh Lang Thang Việt Nam. Trận đấu giữa cầu thủ Thanh Tự và Phan Sang trong khung cửa giải Euro 2020 giải quốc nhì mở rộng. Thank you.
I
Tiếp tục thưa bạn số 6 được chọn 23, tôi xin mời hai học viên Phước Hùng có tự do gặp Mạnh Hùng có bộ quốc tịch và hai học viên Đức Thái Hữu Hậu. Good.
tiền nói gì vậy? Tiếp tục trận đấu đội bạn số 1 ở lượt trận thứ 24, mời vận động viên Huy Hùng câu bộ Phúc Thịnh và Phương Lâm câu bộ Phúc Nhi mời hai vận động viên đội bạn số 1 thi đấu. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
tiếp tục cận mốc của bàn số 2 ở lượt cận thứ 26. Mời cho Nguyên Minh Quân, câu lạc bộ 259 và Minh Vũ, câu lạc bộ Thanh Long, Cần Thơ, mời hai vận động viên của bàn số 2 thi đấu. Thank you.
Nó gửi lên luôn, đâu có về nhà được đâu. Mấy rồi anh ba? Thank you.
Đầu này bún ngon sao kỳ gì? Đầu này ngon thì giống kỳ. Mì thiếu chạy chứ vậy đó. Sống một bộ. Có mì thiếu chạy. Đầu quá, không có gì có bún. Chương trình tiếp tục trên bàn số 3, tôi xin mời hai bạn viên Hoàng Phương, cao bộ Hoàng Nguyện và Mai Phước, Tập Vĩ Dô, mời hai bạn viên trên bàn số 3 thi đấu ở lượt này 27. Yep.
Chương trình tiếp tục tôi bàn số 7 và bình chọn 28. Tôi xin mời đồng viên Hồng Liên của Đế Quốc Quyền và Thành Học của Bộ Quốc Nhi mời đồng viên tiếp bàn số 7 thi đấu. Chương trình số 7, tôi xin mời hai đội viên trước yếu học tập Nguyễn Du và Đình Sĩ và bộ đội trước mời hai đội viên trước bàn số 7 thi đấu. Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Cái gì mà 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 cái gì m
Xin chào tất cả các bạn. Trận đấu giữa Nguyễn Trần Thành Tự và Văn Sang, tỷ số này vẫn là 88-68 nghiêng về Nguyễn Trần Thành Tự. Văn Sang đưa cho mình được 4 điểm. Tỷ số bây giờ là 88-72. Tiếp tục trận đấu của bạn số 2 ở lượt trận thứ 28, đội vận động viên Hồng Lê Quốc Lệ và Hoàng Long của Duyên mời hai vận động viên vào số 5 thi đấu. Mười điểm cho Nguyễn Trần Thành Tự, còn hai. Số lúc này là 98-72 nghiêng về Nguyễn Trần Thành Tự. Còn một. Như vậy là trận đấu kết thúc với tỷ số 172 nghiêng về Nguyễn Trần Thanh Tự. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong trận đấu tiếp theo.